always on my mind, all day, just all the time. You're everything to me, brightest star to let me see. You touch me in my dreams, we kiss in every scene. I pray to be with you through rain and shining. Kiếm đâu cô tích trên đời, thật là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường, bao giờ thì sẽ tới. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này. Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm này. Điều anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần
điều anh mong thật ra chẳng xa xôi đâu, chỉ cần ta cùng nhau đến khi bắt đầu. Dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu. Yes I know, yes I know. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này. Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đẹp nhất đêm nay. Yêu anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi để anh che chở. Xin cháu Ngân để làm cho con bảo chung thay mặt cho trưởng đoàn dâng lên lễ tỏ lòng. Xiết em vào lòng, hạnh phúc dường như bất tận. Khi đã yêu em trao rất nhiều, khi đã yêu em yêu thật lâu. Khi đã yêu anh say giấc mộng, khi đã yêu là dành tất cả cuộc đời cho em. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu diệu kỳ, bao nhiêu tình yêu suốt cả cuộc đời. Chỉ để dài, chỉ để dài, xin em thôi, xin em thôi, chỉ một người, chỉ một người. Đêm nay môi hôn trao nhau ngọt ngào, đêm nay ta đã có nhau trong đời. Phút giây này, phút giây này thuộc về nhau, thuộc về nhau. Phút giây này. Lòng bỗng thấy xôn xao ngày hôm
ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên, giờ thiêng liêng đến rồi. Dòng đời đưa trên phiêu bạt đi, còn hoa cát bụi đưa người đi cánh cò xưa, lạc vào giấc mơ tôi. Lướt qua cầu thời gian trôi mau, nơi bên nhau là người lắm giàu. Yêu quê hương ta về, ta về. Cùng trải qua một quá trình tìm hiểu chí mùi của cặp đôi Tân Lan và Tân Gia Nhân, chú rể Anh Tuấn, cô dâu Hà Ngân được sự thắc hợp vun đắp của hai bên gia đình, đồng thời nhất trí của chính quyền địa phương đã đăng ký cho hai em nên nghĩa vợ thành chồng. Ngày hôm nay là ngày đẹp tháng lành, giờ hoàng đạo, gia đình ông bà Trung Năm, gia đình ông bà Thảo Hoa long trọng chính thức được tổ chức buổi lễ vu quy thành hôn, hạnh phúc cha năm cho hai con của mình. Ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu phần hiện diện đầu tiên, đó chính là cặp đôi trai tài gái sắc, chú rể Anh Tuấn, cô dâu Hà Ngân sẽ chính thức dắt tay nhau ý kiến và hiện diện trở về từ hôn trường cưới của gia đình để ra mắt toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Và lúc này đây thì cô dâu chú rể đang nở những nụ cười thật là tươi tắn, xinh xắn trên đôi môi của mình để cùng chào đón sự hiện diện của toàn thể các bậc quý vị, quan viên, tân khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Và anh Hoàng MC cũng đã nhìn thấy chú rể cùng với vẻ mặt tưng bừng trong bộ trang phục ngày cưới. Phải nói là ngày hôm nay trông chú rể Anh Tuấn đẹp trai như một chàng hoàng tử nước Anh. Một điều tuyệt vời hơn nữa là đang đứng bên cạnh anh đây là một cô dâu hoa hậu thế giới người Việt năm 2022 đến từ quê hương Vĩnh Tỳ, Bắc Quang, Hà Giang. Và trên tay ôm một bó hoa hồng đỏ thắm thay ngàn lời yêu, chú rể Anh Tuấn đã đón cô dâu Hà Ngân về đồng phúc thân yêu và được sống bên em trọn đời hạnh phúc. Quý vị, chúng ta hãy chào đón cặp tân gia nhân một tràng pháo tay thật lớn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu phần hiện diện tiếp theo, đó chính là hai vị trưởng đoàn đại diện quý sân họ hai bên gia đình. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên. Các cụ ông và thưa toàn thể quan viên hai họ, các vị tân quý khách và bạn bè của hai cháu Tuấn và Ngân, đoàn chúng tôi được sự ủy quyền của gia đình Trung Nam, chúng tôi đại diện cho trưởng đoàn và tất cả đại diện cho họ nhà trai gồm có cô dì chú bác và bạn bè của hai cháu, trên đường đi đảm bảo an toàn về đến họ nhà gái đón tiếp rất chi nồng nhiệt. Trước khi ra về thì cũng có lời cảm ơn đến họ nhà gái và được sự nhà gái cử đoàn nhà gái để đưa cháu Ngân về làm dâu con họ nhà trai chúng ta, và chính thức cũng là cháu Ngân là vợ chính thức của anh Tuấn. Do vậy là cũng rất chi là cảm ơn cái sự nhiệt tình, mặc dù là đường cả xa xôi nhưng họ nhà gái đã mất chút thời gian để đưa cháu về làm dâu con họ nhà trai, và cũng là rất là vinh hạnh. Và sau đây sẽ nhận lời cho ban tổ chức và MC, xin chân thành cảm ơn. Thật là tuyệt vời các bạn quý vị. Và vừa rồi thì quý vị chúng ta đã lắng nghe ý kiến phát biểu từ bác trưởng đoàn đại diện trong quý sân họ nhà trai, được sự ủy quyền của gia đình cùng với đoàn đại biểu và chú rể đã đón được cháu tôi về làm dâu con bên quý sân họ và đồng thời phát biểu ý kiến tại tư gia của gia đình. Đúng là vừa rồi là lời phát biểu ân tình,
Một lần lại chúc sức khỏe để dặn mình, dặn ta. Những ý kiến phát biểu vừa qua, bác đã chính thức chào đại biểu khách xa cách gần, phong trào phụ mẫu thứ thân, và bác luôn chúc cho hai cháu được 10 phân vẹn 10. Thưa quý vị, sinh con là ở mẹ, ở cha. Ngày hôm nay xây dựng hạnh phúc là ở hai ta với mình. Ngay sau đây là lời phát biểu ân tình từ vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái, chính thức có đôi lời ý kiến phát biểu để trao cháu dâu tại Tương Xa. Quý vị, chúng ta không quên rằng dành cho vị trưởng đoàn đại diện của họ nhà gái một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón. Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, thưa quan viên hai họ, quý các vị khách quý, tôi xin giới thiệu, tôi là Tậu Cháu Ngân, là vị đại diện cho gia đình họ nhà gái. Trước tiên thì tôi xin được gửi lời chào và cảm ơn chân thành đến gia đình họ nhà trai đã tiếp đón chúng tôi vô cùng là nồng nhiệt, thắm tình thắm nghĩa. Kính thưa quý vị, gia đình họ nhà gái chúng tôi sang đây hôm nay thì gồm có đầy đủ hai bên gia đình nội ngoại, gồm có các bác, có bố, có cậu, có anh chị, có em và có bạn bè của cháu Ngân. Và tiếp theo thì tôi xin được thay mặt cho gia đình nhà gái và thay mặt cho bố mẹ của cháu Ngân xin được trao gửi cháu Ngân để làm dâu con của ông bà, để làm cháu dâu, làm thành viên chính thức của đại gia đình nhà trai ở bên này. Và xin được nhận cháu Tuấn từ ngày hôm nay trở thành con rể của ông bà Hoa Thảo, trở thành cháu rể của đại gia đình nhà gái chúng tôi. Và trước khi dừng lời thì tôi xin kính chúc toàn thể quý cụ, quý ông, quý bà, quan viên bốn họ, các vị khách quý lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Tôi xin chân thành cảm ơn. Thật là tuyệt vời các bạn quý vị. Và bây giờ thì quý vị, chúng ta đã lắng nghe ý kiến phát biểu, những ý hay lời đẹp từ bác trưởng đoàn đại diện cho quý sân họ nhà gái. Được sự ủy quyền của gia đình, ông Thảo, bà Hoa đã chính thức cùng với đoàn đại biểu đưa cháu dâu về làm dâu con bên quý sân họ nhà trai, và đồng thời phát biểu ý kiến trao dâu tại Tương Xa của gia đình. Thay lời cho chú rể và cô dâu, chúng con luôn luôn cảm ơn lời mẹ, lời cha, lời hai cha mẹ sau ngọt ngào ấm áp, lời nuôi cha mẹ như dòng suối mát, để rồi hai chúng con đây nguyện khắc ghi sâu, mai sau tiếp bước đường đời keo sơn lại chung thủy như chầu với cau. Một lần nữa xin được kính mời toàn thể quý vị chúng ta hãy dành cho hai vị trưởng đoàn một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho hai bên gia đình. Yêu anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi, để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé. Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, cùng nhìn về phía trước và con tim cùng chung một nhịp thì ta có đôi. Điều anh mong thật ra chẳng xa xôi đâu, chỉ cần ta cùng nhau đến khi bạc đầu. Dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu. Yes I know, yes I know. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đã hai ngọn nến, và một nến này sẽ luôn luôn chua lại một tương lai nhỏ tràn tươi sáng và ý nghĩa cho đôi bên chú thể trong cuộc đời mà họ đã trao dành cho nhau. Và từ nay về sau sống chung trong một thế giới.
Girl, I was there right by your side. How could I tell?